Kia EV6 về Việt Nam là mẫu SUV thuần điện đã lần đầu tiên trình làng vào tháng 3 năm ngoái. Sau hơn một năm, hãng Kia đã bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ cho mẫu xe này ở thị trường nội địa Hàn Quốc. Bước sang phiên bản mới, Kia EV6 được bổ sung nhiều trang bị theo thị hiếu của người tiêu dùng ở thị trường nội địa. Tương tự trước đây, Kia EV6 2023 mới tiếp tục được chia thành hai phiên bản là phạm vi di chuyển ngắn Standard Range và dài Long Range. Phiên bản Standard Range được chia thành 3 bản trang bị mang tên Light, E và Earth. Trong khi đó, phiên bản Long Range có thêm bản trang bị GT Light. Với bản E, hãng Kia đã bổ sung camera phía sau làm trang bị tiêu chuẩn. Nhờ đó, bản E sẽ có thêm những tính năng an toàn tiêu chuẩn mới, như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía sau, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, và hỗ trợ cảnh báo va chạm khi mở cửa. Chưa hết, Kia EV6 2023 ở thị trường Hàn Quốc còn được lắp thêm hệ thống cảnh báo khoảng cách đỗ xe phía trước, sạc điện thoại thông minh không dây, khóa trẻ em điện tử, hệ thống trả phí tự động khi qua trạm BOT, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cần gạt nước tự động và ổ điện trong khoang hành lý, cũng là trang bị tiêu chuẩn mới của mẫu ô tô điện này. Trong khi đó, những bản cao cấp như Earth và GT Line sẽ được bổ sung bộ bàn đạp bằng kim loại, mang đến cảm giác thể thao hơn. Tính năng cung cấp điện cho thiết bị ngoài trời là trang bị tùy chọn mới dành cho xe. Thay đổi tiếp theo của Kia EV6 2023 là màu nội thất xanh lá Deep Green mới. Ở bản Earth, vô lăng màu đen cũ đã được thay bằng loại phối hai màu nâu, để tăng cảm giác sang trọng. Trong khi đó, phiên bản GT Line có thêm ghế bọc da Napa tiêu chuẩn. Cuối cùng là kính cách âm ở hàng ghế thứ hai nhằm giảm tiếng ồn và cảm giác rung cho hành khách. Trang bị này sẽ dành cho phần lớn các bản trang bị của Kia EV6 2023, trừ bản E. Ngoài những thay đổi trên, Kia EV6 2023 vẫn dùng motor điện và pin như cũ. Ở phiên bản Standard Range, xe được trang bị một motor điện mạnh 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm trên cầu sau. Kết hợp cùng với cụm pin 58 kWh, xe có thể chạy được 370 km sau khi sạc đầy pin. Trong khi đó, phiên bản Long Range dẫn động một cầu 2WD dùng motor điện mạnh 225 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Phiên bản Long Range dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD có thêm motor điện trên cầu trước, nên sở hữu công suất tổng cộng 321 mã lực và mô men xoắn cực đại 605 Nm. Với cụm pin 77,4 kWh, Kia EV6 2023 phiên bản Long Range 2WD chạy được 475 km nếu dùng vành 19 inch và 434 km nếu dùng vành 20 inch. Trong khi đó, phiên bản Long Range AWD chạy được 441 km nếu dùng vành 19 inch và 403 km nếu dùng vành 20 inch. Riêng Kia EV6 GT Line 2023 sở hữu công suất tối đa lên đến 584 mã lực, nên có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian chỉ 3,5 giây và đạt vận tốc tối đa 260 km/h. Nhờ cụm pin 77,5 kWh, bản GT Line có phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin là 342 km ở nhiệt độ thường và 311 km ở nhiệt độ thấp. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia EV6 2023 dao động từ 48,7 đến 59,95 triệu won, khoảng 830 triệu đến 1,02 tỷ đồng. Với ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc, giá xe sẽ giảm thêm 7 triệu won, 119 triệu đồng. Theo kế hoạch, mẫu ô tô điện Kia EV6 cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay. Tại Việt Nam, Kia EV6 sẽ là đối thủ của VinFast VF8,